Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Thì hiện tại bây giờ Duy đang đứng trên một cái trạm dừng chân ở trên đường cao tốc Trung Lương. Thì Duy đang trên đường đi về Tiền Giang để mà gặp một cái anh khách hàng của Duy. Sẵn tiện thì Duy đem cái chiếc xe E300 này ra cũng như để lái và trải nghiệm và đánh giá một cách coi như là khách quan những cái tính năng, những sự vận hành của chiếc xe E300 AMG này thì trên đường cao tốc luôn. Và thực sự đây là một cái chiếc xe mà Duy cực kỳ thích lái luôn các bạn. Bởi vì thứ nhất á, là dòng E thì các bạn biết rồi, cái form nó sẽ khá là dài đến khoảng tầm 4m9 luôn. Và thứ hai nữa là cái động cơ của chiếc xe E300 này là cái động cơ 2.0, công suất đó là 258 mã lực, coi như nó rất là mạnh luôn á. Và cái body kit ở bên ngoài của chiếc xe E300 này á, thì các bạn biết rồi, đây là cái body kit của AMG, cho nên là các bạn nhìn thấy nó khá là thể thao, khá là phong cách luôn. Khi mà các bạn đứng từ bên hông như thế này thì các bạn sẽ thấy được cái mâm xe nè, hình nó năm cánh hoa mai rất là đẹp ha. Thì đây là cái bộ mâm của AMG luôn. Và cái bộ mâm này là có kích thước là 19 inch nha các bạn. Đó. Và thứ hai nữa là lái cái chiếc xe E300 này á, thì với cái màu sơn là màu đỏ kết hợp với lại cái bộ nightback kit của cái chiếc xe nè, cho nên các bạn sẽ thấy là cái chiếc xe này càng thêm cái tính thể thao hơn nữa. Và khi mà các bạn đứng trước cái phần đầu xe á, thì các bạn sẽ thấy là cái chiếc xe này các bạn nhìn nó giống như là hai màu luôn các bạn. Bởi vì là cái cửa sổ trời của cái xe E300 AMG này là cửa sổ trời toàn cảnh luôn, cho nên các bạn sẽ thấy là cái mui nó màu đen như thế này đâu, nhưng mà thật sự đó là cái phần cửa sổ trời đó. Khi mà đứng từ ở phía trước như thế này là các bạn sẽ thấy được hết cái nét đẹp của chiếc xe E300 AMG màu đỏ này ha. Đó, đầu tiên là các bạn sẽ thấy nè, cửa sổ trời màu đen nè, hai cái tay gương cũng màu đen đó, và những cái chi tiết như chỗ này cũng vậy. Thì các bạn biết rồi, màu đỏ với màu đen thì đây là một cái sự kết hợp rất là hoàn hảo luôn, quá đẹp luôn các bạn. Thì nói chung là cái chiếc xe E300 AMG này á, thì Duy cũng đã review, cũng đánh giá rất là nhiều lần rồi đó, nhưng mà ngày hôm nay thì Duy mới có dịp là trải nghiệm cái chiếc xe E300 AMG này trên đường cao tốc, cũng như là để nói cho các bạn biết được cái sự vận hành của chiếc xe E300 AMG này nó như thế nào. Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn cùng Duy để mà lái thử cái xe E300 AMG này nha. Thật sự cái xe E300 AMG này á, là cái chiếc xe mà Duy cực kỳ thích lái luôn các bạn. Đó, thì bởi vì là Duy á, thì Duy, thứ nhất là Duy thích cái phong cách lái thể thao, và thứ hai nữa là Duy thích cái sự êm ái của chiếc xe này. Đó, thì với cái chiếc xe E300 AMG này á, khi các bạn mà tăng tốc nhanh á, thì các bạn sẽ cảm giác được một cái độ mượt của cái chiếc xe, cũng như là khi mà các bạn tăng tốc á, thì các bạn cảm thấy là cái chiếc xe nó phóng lên một cách coi như là rất là theo ý mình. Đó, chẳng hạn như bây giờ Duy thử nha. Mặc dù đây là cái động cơ chỉ có 2.0 lít thôi các bạn. Đó, nhưng mà Mercedes-Benz là cho cái công suất nó lên tới là 258 mã lực, và cái xe E300 AMG này lại được trang bị cái hệ thống là turbo tăng áp kép, là twin run turbo nữa. Đó, và với cái động cơ thế hệ mới này của Mercedes-Benz á, thì động cơ 2.0 này thì sử dụng hầu hết trên những cái mẫu xe hiện tại của Mercedes-Benz, chẳng hạn như dòng xe C300 AMG hoặc là kể cả là GLC300 AMG luôn. Đó, cùng một động cơ hết các bạn, không khác mất kỳ chi tiết gì, nó chỉ gắn lên trên xe E, xe C hoặc là xe GLC thôi. Ok, bây giờ Duy thử tăng tốc nha. Đường ở cao tốc Trung Lương này các bạn biết rồi, nó khá là đông và xe thì chạy hầu như là nối đuôi nhau, cho nên là Duy cũng không có chạy được quá nhanh để mà test được những cái tính năng nhiều cho các bạn xem. Đó, các bạn thấy là xe hầu như nối đuôi nhau hết. Cái E300 AMG đó các bạn là được trang bị cái hệ thống mà hiển thị thông tin trên kính chắn gió, cho nên là khi mà Duy chạy trên đường cao tốc như thế này nè, thì Duy cũng không có sợ là mất tập trung phải nhìn vào cái đồng hồ tốc độ ở đây, và Duy có thể là nhìn thẳng về phía trước luôn và tốc độ nó hiện ở trên đây luôn, cho nên là mình chạy đường cao tốc thì mình yên tâm cái phần đó ha, mình cũng không có sợ bị quá tốc độ nữa. Đó, và một cái điều mà Duy cực kỳ thích trên cái chiếc xe E300 AMG này đó, đó là chính là cái phần tay lái nè các bạn.
À, đây là cái tay lái AMG luôn ha. Cho nên là các bạn sẽ thấy là cái tay lái này có cảm giác là nó hơi nhỏ hơn so với là những cái tay lái thông thường. Và thứ hai nữa là cái khu vực này nó bằng cái đáy của cái vô lăng là đáy bằng. Đó, khi mà các bạn đánh lái á, các bạn sẽ cảm giác được là cái vô lăng của chúng ta xây tới đâu luôn ha. Nó rất là thích cái vấn đề đó. Và thứ hai nữa là khi mà các bạn nhìn vào cái vô lăng này, các bạn thấy nó rất là đẹp ha. Rất là đẹp. Đây là cái vô lăng thế hệ mới của Mercedes-Benz luôn. Và ở trên đây nó trang bị là những cái nút bấm cảm ứng cả khu vực bên đây, thì chúng ta có thể là điều khiển cái màn hình ở trên đây luôn ha. Và cả khu vực này thì chúng ta có thể điều khiển cái màn hình ở giữa. Và một cái điều nữa mà Duy thích trên cái vô lăng này á, là nó được mạ chrome nè các bạn. Đó, chỗ này nó mạ chrome nè, đẹp lắm nha. Nhìn cái vô lăng nó rất là có cảm tình luôn. Đó thì cái xe E300 AMG hoặc là tất cả những cái dòng xe khác của Mercedes-Benz luôn thì đều được cái trang bị cái tính năng là lái ở chế độ bán tự động nè. Các bạn sẽ thấy là ở phía sau vô lăng nó có hai cái nút nè, vừa là dấu trừ và dấu cộng nè các bạn. Đây là hai cái lẫy số ha. Thì hai cái lẫy số này nó rất là giống trên những cái dòng xe thể thao thực thụ đó, chẳng hạn hoặc là những cái dòng xe đua F1 của bạn, các bạn sẽ thấy ở đây ha. Thì đối với cái tính năng lái thể thao mà bằng cái số mà bán tự động này nè, thì thật sự nó dành cho những cái anh chị khách hàng mà thích lái cái dạng thể thao ha. Nhưng mà Duy nghĩ là chắc là ít khi mà lái chế độ này lắm, bởi vì là nếu mà chúng ta lái chế độ này á, thì chúng ta phải vô số hoặc là trả số liên tục luôn đó thì nó mới hoạt động được cái tính năng này. Còn nếu mà chúng ta mà chạy đều như thế này thì cái chiếc xe một lát của chúng ta cũng sẽ chuyển về chế độ lái tự động thôi. Nó không cho chúng ta xài dạng như thế này mà coi như là đều được đó. Thì cái tính năng lái bán tự động này thì Duy nghĩ là thích hợp cho trên đường đua hoặc là cái dạng cuối tuần á, các anh chị và các bạn mà muốn mà trải nghiệm một trên đoạn đường đua, các bạn có thể là thuê đường đua để chạy á, thì có thể là lái ở chế độ này thôi ha. Chứ bình thường mà chúng ta lái trên thành phố hoặc là lái ở những cái đoạn đường trường như thế này thì rất là ít khi sử dụng chế độ này đó. Thì khi mà các bạn muốn lái ở chế độ này á, các bạn cũng khá là đơn giản đó các bạn. Đó, vậy là chúng ta đang lái chế độ tự động bình thường nè, chúng ta muốn chuyển qua chế độ bán tự động thì chúng ta chỉ việc là bấm dấu trừ hoặc là chúng ta có thể bấm dấu cộng thì cái xe của chúng ta nó sẽ tự động chuyển về cái chế độ manual. Manual thì các bạn sẽ thấy là ở trên cái màn hình nó sẽ có chữ M. Đó, chữ M ở đây nè, hiện tại là đang cấp số 6 các bạn, M6 nè. Đó, các bạn thấy không? Duy chạy đều Duy không vào số cho nên nó trở về D6 lại. Đó, bây giờ Duy muốn chuyển về cái chế độ lái bán tự động thì Duy lại bấm dấu trừ hoặc là bấm dấu cộng ha. Ok, Duy bấm dấu trừ. Đó, tăng tốc. Tăng tốc lên thì các bạn vào số thì các bạn sẽ bấm dấu cộng nè. Đó, tăng tốc vào số mà bạn bấm dấu cộng nè. Thấy không? Còn các bạn khi mà các bạn mà muốn giảm tốc độ thì các bạn sẽ thắng và các bạn trả số lại bằng dấu trừ. Đó, thì cái tính năng lái này thì nếu mà các bạn mà anh chị mà lái giỏi á, các bạn sẽ rất là thích lái chế độ này ha. Duy thì lái cũng không có giỏi lắm cho nên là vậy chạy số tự động thôi à. Ok, thôi cái này Duy sẽ bỏ qua nha, tại vì cũng ít khi sử dụng. Ok, và một cái điều nữa là cái vị trí ghế ngồi của cái xe E300 này các bạn. Thì E300 á, thì sử dụng cái ghế ngồi nó cảm giác là nó ôm vào người nè. Các bạn sẽ thấy nè, ở đây nè, có hai cái nẹp bên hông nè. Đó, khi mà chúng ta ngồi vào á, chúng ta cảm giác là cái người chúng ta sẽ hít chặt vào cái ghế luôn ha. Đây là những cái ghế được thiết kế theo cái kiểu thể thao, và những cái dòng xe thể thao đặc biệt của Mercedes-Benz á, thì thông thường mới được trang bị cái ghế này đó. Nếu mà anh chị và các bạn nào mà chưa có quen ngồi vào á, thì các bạn nghĩ là cái ghế này nó nhỏ ha, nhưng mà không phải đâu. Cái ghế này là cái ghế thể thao, chúng ta ngồi mà lái một cái đoạn đường mà khoảng tầm 3 tiếng hoặc là 5 tiếng á, chúng ta cũng không có bị đau lưng, không có bị mỏi lưng đó, rất là thích luôn đó. Và một cái điều nữa bạn, khi mà ngồi vào cái ghế này mà Duy cảm thấy rất là thích nữa, đó chính là cái phần da của cái ghế này. Cái da của xe E300 AMG là được bọc bằng da nắp ba luôn, cho nên là khi các bạn ngồi vào các bạn sẽ thấy là nó rất là kiểu nó rất là mát cũng như rất là êm luôn ha. Rất là mát, rất là êm. Cực kỳ thích luôn các bạn. Thật sự đi đâu á, Duy cũng thích lái cái chiếc E300 này hết. Công ty của Duy thì có khoảng 2 chiếc xe này để lái thử.
cho nên là mỗi lần đi đâu thì Di cũng hay chọn E300 này để lái thử ha. Thì Mercedes-Benz trang bị cho hầu hết tất cả những cái chiếc xe của mình bây giờ đó là vô lăng direct steer, trợ lực điện biến thiên theo tốc độ, có nghĩa là khi mà chúng ta cần xoay đầu xe, cần đánh lái thật là nhiều để mà di chuyển trong những chỗ hẹp thì vô lăng nó trợ lực nhiều hơn và vô lăng nó khá là nhẹ. Nhưng mà khi mà các bạn đi ở tốc độ cao trên cao tốc như thế này nè thì vô lăng nó sẽ nặng hơn, rất là nặng hơn đó. Và một cái điều nữa các bạn, đối với những cái xe Mercedes-Benz nói chung chứ không riêng về cái E300 này, thì khi mà các bạn chạy tốc độ cao như thế này nè, Duy buông cái tay lái luôn nè, các bạn thấy không? Có nghĩa là cái xe E300 AMG này hoặc là những cái dòng xe Mercedes-Benz này, về hệ thống thăng bằng của cái xe cũng như là về cái vô lăng, cái công nghệ này nó rất là hay luôn các bạn. Đó, thì nếu mà các bạn mà đang đi những cái dòng xe mới có thương hiệu phổ thông hơn, các bạn đi ở tốc độ cao mà khoảng tầm 80, 90 hoặc là 100 km trên giờ thì các bạn thông thường các bạn phải giữ vô lăng nha. À, các bạn phải giữ vô lăng chặt hơn để mà chi, để cho cái chiếc xe của chúng ta nó sẽ không bị lắc hoặc là cái vô lăng của chúng ta nó sẽ không bị chồng chền. À, và đây là cái một điểm mà Duy thấy cực kỳ hay lên trên chiếc xe Mercedes-Benz, cũng như là với những cái vô lăng như thế này, với những cái công nghệ như thế này thì các bạn sẽ yên tâm và coi như là cảm giác là khi mà chúng ta lái nó sẽ an toàn hơn cực kỳ nhiều ha. Đó, các bạn thấy không, chạy nhanh, hiện tại bây giờ là tốc độ chỉ có 70 cây số trên giờ thôi đó, nhưng mà các bạn thấy không, cái xe nó vẫn đi thẳng và vô lăng nó, các bạn sẽ không thấy là nó bị lắc đâu đó. Nhưng mà các bạn sẽ chạy những cái dòng thường các bạn sẽ thấy. Và một cái điểm nữa các bạn, cái vô lăng này nè, thì khi mà các bạn đi trên những cái đoạn đường mà nhiều đá sỏi hoặc là ổ gà ha, các bạn biết rồi, khi mà chúng ta đi xuống ổ gà hoặc là đi đường nhấp nhô á, thì các bạn sẽ giữ cái vô lăng như thế này nè, giữ vô lăng chặt như thế này nè. Nhưng mà đối với chiếc xe Mercedes-Benz nói chung và kể cả cái E300 AMG này nói riêng luôn, cái vô lăng của chúng ta vẫn thẳng như thế này luôn các bạn. Mặc dù cái xe của chúng ta đang là chạy trên đường nó không có bằng phẳng, nó cứ bập bềnh chiếc xe như thế này, nhưng mà vô lăng của chúng ta cứ giữ thẳng như thế này đi, nó chứ không có bị lắc cái vô lăng này. À, thì khi mà cái vô lăng bị lắc á, thì các bạn biết rồi, nó sẽ làm cho chiếc xe chúng ta dao động nhiều hơn. Và thứ hai nữa là chúng ta lái, chúng ta phải giữ cái vô lăng này để những người ngồi bên trong xe, những cái người mà đi cùng với chúng ta sẽ không có bị mệt mỏi. Đó, mệt mỏi hơn. Đó, đó, vô lăng này cả một cái công nghệ các bạn. Thật sự, khi mà các bạn lái và trải nghiệm với chiếc xe Mercedes-Benz thì các bạn sẽ thấy được cái điều này. Mercedes-Benz E300 AMG là trang bị một cái màn hình tắp lô, các bạn thấy không? Nó rất là đẹp luôn nè. Khi mà chúng ta ngồi ở trước một cái khoang lái như thế này, chúng ta ngồi phía trước như thế này, chúng ta quan sát toàn cảnh của cái mặt tắp lô này thì các bạn sẽ thấy là E300 được thiết kế cái phần tắp lô phía trước rất là hài hòa, rất là cân đối luôn. À, và một cái điểm là mà Duy nghĩ là bất kỳ anh chị khách hàng nào, bất kỳ ai khi mà mở cửa cái nội thất, mở cửa xe E300 AMG này ra thì cũng đều cực kỳ thích cái khu vực tắp lô này, bởi vì cái màn hình của chúng ta được nối dài từ bên đây sang bên đây luôn. Và cái màn hình trên chiếc xe E300 AMG này là một cái màn hình coi như là độ nét rất là cao luôn các bạn sẽ thấy nè, rất là đã luôn ha, rất là tuyệt vời. Và ngoài ra khi mà Duy đang lái xe thì Duy có thể là thao tác trên đây hết đó, các bạn thấy không, thao tác trên tay lái hết mà Duy cũng không có cần phải rời tay lái nữa. Khi mà lái xe, một điều các bạn là Duy cực kỳ thích nghe nhạc luôn ha, cho nên là mỗi lần lên xe thì Duy thường là kết nối cái điện thoại của Duy với xe bằng cái tính năng là Apple CarPlay đó. Khi mà Duy cắm cái điện thoại vào, các bạn sẽ thấy là tự động cái hệ thống Apple CarPlay nó sẽ được bật lên nè đó. Và lúc này thì Duy sẽ bỏ cái điện thoại qua một bên luôn đó, tất cả mọi cái điện thoại hoặc là chỉ đường của bản đồ hoặc là tin nhắn hoặc là nghe nhạc thì tất cả mọi thứ trên đây nó sẽ đều hiện lên hết nè, các bạn thấy không, rất là đẹp. Anh Tuấn gọi gì đó, xin lỗi các bạn là Duy vừa mới có cái cuộc gọi điện thoại ha. À, thì đó các bạn thấy rồi, khi mà gọi điện thoại thì Duy sẽ bật ở đây thôi và nghe trả lời trên xe thôi, nó cũng rất là an toàn. Và khi mà ngồi trên xe thì Duy luôn luôn là mở nhạc lên để nghe ha. Và E300 AMG này thì được trang bị cái hệ thống loa Boommaster công suất là 590W, được trang bị là 13 loa các bạn. Thì với hệ thống âm thanh Boommaster này thì được trang bị trên những cái dòng xe cao cấp của Mercedes-Benz và kể cả dòng xe S-Class hoặc là Maybach luôn. À, đây là một cái âm thanh mà Duy nghĩ là sẵn sàng đáp ứng được những cái đôi tai rất là khó tính của những khách hàng của Mercedes-Benz rồi. Đó, tại vì
khi mà Duy làm ở Mercedes-Benz khá là lâu rồi các bạn, thì Duy thấy một điều là khách hàng của Mercedes-Benz đó là mỗi người mỗi ngành nghề, mỗi người mỗi công việc, mỗi người mỗi có sở thích, hoặc là mỗi người có mỗi cái sưu tầm khác nhau. Thì có những anh chị khách hàng của Duy các bạn là người mà chơi lo luôn, chơi âm thanh high end luôn, nhưng mà khi mà ngồi vào cái chiếc xe Mercedes-Benz thì cái hệ thống âm thanh Boomaster này coi như là vẫn rất là thuyết phục những anh chị khách hàng của Duy. Đó, rất là tuyệt vời luôn. Và tại sao mà Duy đi, Duy hay chọn những cái chiếc xe E300 hoặc là GLC 300 AMG là đều là như vậy. Đó, bởi vì là thích cái hệ thống âm thanh này nè. E300 AMG thì các bạn sẽ thấy được trang bị cái cửa sổ trời toàn phần nè. Đó, thì cái cửa sổ trời toàn phần này á, thì nó có một cái nhược điểm đó các bạn, là nó sẽ hơi nóng hơn một chút xíu đó. Nhưng mà cái vấn đề nóng này chúng ta có thể là khắc phục bằng cách là dán cái phim cách nhiệt ở trên đây ha, dán cái phim cách nhiệt loại tốt hơn, hoặc là dán phim cách nhiệt mà có loại là đậm hơn để mà nó cách nhiệt cho tốt chúng ta tốt hơn. Và ngoài ra các bạn, cái cửa sổ trời toàn phần này nó có tác dụng là làm cho không gian của chúng ta nó sẽ thoáng hơn. Đó, khi mà Duy mở cái rèm ra các bạn thấy không, nhìn cái xe nó sẽ rất là sáng sủa. Và khi mà các bạn mà có những cái người thân của chúng ta ngồi ở phía sau á, thì cũng sẽ thấy rất là dễ chịu, bởi vì là ngồi trong xe chúng ta cảm giác được cái sự thông thoáng cũng như là cái view của nó rất là thoải mái ha. Và thứ hai nữa là cái cửa sổ trời này nó sẽ giúp ích hơn cho chúng ta trong trường hợp là chẳng hạn như buổi chiều các bạn, Duy nói là ở Sài Gòn thôi ha, thì buổi chiều mà bắt đầu là ánh nắng nó không còn nhiều á, thì các bạn có thể là mở cái rèm này ra để lấy cái ánh sáng trực tiếp ở bên ngoài vào, hoặc coi như là đó, để cho xe của chúng ta cảm giác là nó thoải mái hơn ha. Và khi mà chúng ta đi biển á, thì chúng ta có thể là bật cái này ra luôn, bật cái cửa sổ trời ra luôn, để mà cho cái không khí ở bên ngoài vào, hoặc là gió biển đi vào, thì nó cực kỳ thích luôn. Đó, thì thật sự là có nhiều các anh chị mà sợ cái này nóng, nhưng mà cái này khắc phục được các bạn, không có sợ cái vấn đề này nữa. Đó, bây giờ Duy đóng lại ha. Thì nói chung các bạn, nếu mà các bạn là một cái người mà thích lái xe, một cái người mà coi như là thích cầm tay lái giống như nè, và lái xe hàng ngày á, thì Duy nghĩ một điều luôn là các anh chị khi mà chạy cái chiếc xe E300 này á, các bạn, các anh chị và các bạn cực kỳ thích luôn ha, cực kỳ thích luôn. Duy có một cái câu chuyện này nó cũng hơi vui các bạn, muốn chia sẻ cho các bạn luôn ha. Thì Duy từng có một cái anh chị khách hàng luôn, khi mà mua chiếc xe Mercedes-Benz á, thì ảnh vẫn có tài xế luôn các bạn, ảnh vẫn có thuê anh tài xế đó. Nhưng mà khi mà ảnh nhận cái chiếc xe Mercedes này nè, là ảnh là người lái, còn anh tài xế anh sẽ ngồi bên ghế phụ thôi. Thứ nhất là để chỉ đường cho ảnh, và thứ hai là để coi xe thôi các bạn. Ảnh thường xuyên lái xe, coi như là chỉ thuê anh tài xế để ngồi kế bên thôi. Tại vì là đối với chiếc xe Mercedes-Benz đó bạn, khi mà chúng ta mà là một người yêu xe, hoặc là một người mà thích lái xe, thì các bạn sẽ rất là mê luôn, cực kỳ mê chiếc xe Mercedes-Benz luôn. Còn những anh chị mà coi như là muốn mua chiếc xe mà để ngồi, để đi, để giống như để đi công việc thôi á, để cho nó sang trọng thôi, thì nó lại khác nữa ha. Đó, một cái câu chuyện mà Duy đã làm ở Mercedes-Benz và Duy thấy cái điều đó ha. Như thuê anh tài xế để chỉ đường cũng như là để coi xe thôi, còn anh chủ xe thì vẫn là người lái xe. Đó, các bạn thấy ha, hơi đặc biệt ở đó. Ok, thì cái vấn đề mà khi mà lái chiếc xe E300MG á, Duy có nói nhiều, có nói mà sướng quá, hay là chiếc xe này lái ngon quá, như thế này thế nọ các kia, thì ok, cái đó là cái cảm nhận của Duy thôi. Nhưng mà khi mà các anh chị mà các bạn á, mà quan tâm tới chiếc xe E300 này á, thì Duy nghĩ là các anh chị và các bạn nên coi như là trực tiếp lái thử cái chiếc xe này luôn, cũng như là nếu mà anh chị mà muốn mà cần lái thử á, thì các anh chị và các bạn có thể gọi trực tiếp cho Duy luôn qua số điện thoại của Duy là 0914 465 3979. Đó, thì Duy làm ở Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng ở trên đường Nguyễn Văn Linh, quận 7. Nếu mà các bạn có bất kỳ những cái quan tâm nào đến những cái dòng xe của Mercedes-Benz, thì các bạn và các anh chị có thể gọi trực tiếp cho Duy ha. Và Duy xin được phép kết thúc video clip tại đây đi. Nếu các bạn có thấy video của mình hay thì bấm like và share giúp mình. Đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để nhận những thông tin mới nhất về tất cả những dòng xe của Mercedes-Benz. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo.